Tại tỉnh Phú Yên, công tác ứng phó bão số 6 cũng được thực hiện rất tích cực và quyết liệt. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đồng hành cùng nhân dân phòng chống bão. Tại các tuyến phố, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh cùng chính quyền đã chủ động cắt tỉa cây xanh để đề phòng gãy đổ do mưa bão. Hàng trăm mái nhà cũng được gia cố, trăng chéo cẩn thận trước khi bão đến. Bên cạnh đó, các tàu thuyền đã được kêu gọi vào vùng neo đậu an toàn. Bây giờ người dân ở đây cũng như bão số 6 đây là nó có thể cường độ nó cũng rất là mạnh, từ 14 người em lận. Mà nó vô trong này thì bà con là cũng xuống thuyền, xuống ghi cũng đồ là coi như dành coi như neo đậu đâu đó là có những người 2-3 cái neo hay là kẹp cán đồ là cũng chuẩn bị đâu đó đàng hoàng hết để là khi bão tới là cũng phải xuống ghi giữ. Nhằm chủ động ứng phó với bão số 6 và kịp thời hỗ trợ nhân dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều lực lượng và phương tiện xuống các địa bàn xung yếu. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái đồn biên phòng huy động lực lượng tối đa cùng mấy lực lượng của địa phương để xuống dân thống kê những cái khu vực bị nguy cơ triều cường, sạt lở, rồi là sẽ giúp đỡ dân, rồi là thông báo với các cái phương tiện hành nghề trên biển biết cái hướng đi của bão để thoát khỏi cái vùng nguy hiểm. Theo dự báo, cơn bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ rất mạnh, nên người dân và chính quyền địa phương cần chủ động công tác phòng tránh bão để giảm thiệt hại do mưa bão gây ra. Để ứng phó với bão số 6, quân khu 5 đã huy động lực lượng phương tiện cơ động đến các tỉnh Quảng Ngãi,